Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung phần 6 tập 2. Nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Đến với một căn phòng, Tiêu Lệ đặt tờ giấy xuống nói với Tiêu Viêm. Thiên Âm Tông, Lạ Sát Môn, Cuồng Sư Bang, còn có các môn phái khác, hơn nửa thế lực của Hắc Gia Vực đều đồng ý giúp chúng ta phản công Vân Lam Tông. Tộc nhân Tiêu gia ta được cứu rồi, Tiêu Viêm tử, đệ giỏi thật. Tiêu Viêm nói, người của Hắc Gia Vực đều coi trọng lợi ích, muốn họ giúp thực ra rất đơn giản. Thân là luyện dược sư nên cái đệ không thiếu nhất chính là đan dược mà họ cần. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần những cường giả khác của Vân Lam Tông là đủ rồi. Về phần Vân Sơn, hủy hoại Tiêu gia ta, mối thù sát nhân diệt tộc này, ta nhất định phải tự tay báo thù. Tiêu Lệ nói, vậy còn đợi gì nữa, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Tiêu Viêm nói, đừng gấp nhị ca, những luyện dược và nguyên liệu để nói lúc trước huynh đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Lệ đáp, à, đều chuẩn bị xong rồi, nhưng đệ cần nhiều dược liệu quý vậy để làm gì? Tiêu Viêm cầm U Hải Nạp Lan giới của Hàn Phong lên nói, đệ đợi mấy ngày nữa, đệ có một chuyện rất quan trọng phải làm. Hình ảnh trên núi, nữ vương nói với Tiêu Viêm, chuyện quan trọng hơn cả việc luyện đan cho bổn vương và báo thù của ngươi chính là thức tỉnh lão già đó sao? Tiêu Viêm nói, nguyên liệu và kinh nghiệm đã có đủ, còn lý do gì để sư phụ tiếp tục ngủ say nữa? Thời gian này nếu có ma thú hay là người lảng vàng đến quấy rối thì làm phiền cô. Nữ vương nói, to gan, ngữ khí ra lệnh đó là sao? Tiêu Viêm xuất ra chiếc đỉnh, bắt đầu cho dược liệu vào. Không chỉ có dược đỉnh cao cấp mà còn có âm thần hoa, hỏa dương linh diệp, tuyết ngọc cốt sâm, đồ tốt của Hàn Phong đúng là không ít. Tiếp theo chúng là hợp nhất thành liền địa tâm hỏa và vẫn lạc tâm viêm rồi bắt đầu luyện. Nữ vương nói, ngươi làm vậy chẳng khác gì thổi cơm nấu canh, có thể khiến ông già đó tỉnh lại không? Tiêu Viêm nói, đương nhiên không đủ, còn phải thêm vào một lượng lớn linh hồn lực. Thời gian trôi qua, nữ vương nói, đã 3 ngày rồi, một chút phản ứng cũng không có, từ bỏ đi. Tiêu Viêm nói, không, vẫn chưa đủ, còn kiên trì hơn nữa, còn cần phải thêm nhiều linh hồn nữa. Nữ vương đi đến đá chiếc đỉnh đang luyện đi nói, đủ rồi, rõ ràng đã chết rồi, ngươi còn liều mạng như vậy làm gì? Tiêu Viêm nói, cô thì biết cái gì chứ, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nữ vương nói, một chút nữa thôi là người chết mất xác rồi đấy. Tiêu Viêm nói, cầm cho ta, chỉ cần khiến sư phụ tỉnh dậy, ta chết cũng có sao chứ, ta cam tâm tình nguyện. Nữ vương tức giận nói, tiểu tử thối, mạng của ngươi là của bổn vương cho, trước khi luyện được phục hồn đan, ngươi không được phép chết. Tiêu Viêm nói, nhưng ta có ngày hôm nay đều là nhờ sư phụ. Đột nhiên lúc này có một bàn tay thò ra từ đỉnh đan, dám quấy rối giấc ngủ của ta, là ai đang ức hiếp tiểu viêm tử của ta? Nữ vương giật mình nói, lão già đáng ghét nhà ngươi, làm gì mà giả thần giả quỷ như vậy? Dược lão nói, người ta vốn là quỷ mà, đâu cần phải giả nữa. Tiêu Viêm khóc lóc ôm dược lão nói, sư phụ, người tỉnh rồi, đây không phải là mơ đúng không? Nữ vương nói, sư phụ tốt của người sớm đã tỉnh rồi, chẳng qua vẫn luôn nằm trong đó giả chết thôi. Dược lão nói, đó chỉ là muốn xem một năm qua tiểu viêm tử tiến bộ được bao nhiêu thôi. Tiêu Viêm nghe thấy vậy, nhét dược lão vào đỉnh và nói, làm phiền giấc ngủ của sư phụ thật là có lỗi, con nghĩ sư phụ nên vào trong đỉnh này ngủ thêm vài năm nữa đi. Trở về phòng, dược lão nằm xuống giường và nói, cuối cùng có thể tỉnh lại rồi, nhưng xương cốt đều muốn ngủ. Tiêu Viêm nói, linh hồn ham ngủ mà cũng có xương cốt sao? Rồi xuất ra dị hỏa ở tay nói, sư phụ, con đã hợp nhất hai loại dị hỏa và thêm vào cốt linh lãnh hỏa, có lẽ có thể giúp người trọng luyện thân xác chứ. Dược lão nói, dị hỏa tốt nhưng vẫn thiếu ba loại dược liệu quan trọng nhất. Thứ nhất, bát phẩm đan dược, xương cốt dung huyết đan. Thứ hai, cốt tủy huyết mạch của thất giai ma thú. Thứ ba là cốt tủy của một đấu tông cường giả. Tiêu Viêm nói, cốt tủy của đấu tông, con chỉ là đấu vương còn con, sao có thể làm được, đau lòng quá. Dược lão nói, cho nên nói không thể gấp, nhưng ta tin vào tài năng của Tiêu Viêm tử, con sẽ không để ta đợi lâu đâu. Tiêu Viêm nói, vâng, con sẽ không khiến sư phụ thất vọng đâu, nhưng trước lúc đó con phải quay về đế quốc Gia Mã một chuyến và tính sổ với Vân Lam Tông. Hai ngày sau đến với quảng trường học viện Già Nam, Tiêu Lệ nói, Tiêu Viêm tử, mọi người đều chuẩn bị xong rồi, người của Hắc Gia Vực đã hội tụ với chúng ta trên đường. Lúc chuẩn bị xuất phát thì Tử Nghiên đến nói, đợi đã, còn ta, chuyện vui như vậy mà không đưa ta đi sao? Tiêu Viêm tử nói, Tử Nghiên, sao cô lại đến đây? Đám Lâm Tu Nhai nói, còn có chúng tôi nữa. Lâm Diễm nói, huynh đệ tốt à, kẻ địch của người chính là kẻ địch của ta. Liễu Kình nói, cao thủ nhớ phải để cho ta. Cuối cùng Lâm Tu Nhai nói, huynh chính là ân nhân của Già Nam, nên giúp huynh cũng là nghĩa vụ của trưởng lão bọn tôi. Tiêu Viêm nhớ lại năm đó chạy trốn khỏi Già Mã đế quốc, chịu muôn ngàn cực khổ mới có thể đến được học viện Già Nam, thuận lợi được vào nội viện,
Biết được những người bạn mới vẫn là tấm viêm bạo động, ta gặp biết bao nguy hiểm. Sau đó Huân Nhi rời đi, sau đó mưu sát Hàn Phong để báo thù cho sư phụ. Đến giờ phút này, cuối cùng ta cũng có thể đến Vân Lam Tông để tính sổ, đòi lại công đạo cho Tiêu gia. Xuất phát, mục tiêu là Vân Lam Tông. Hình ảnh Già Mã Thánh Thành, người của Vân Lam Tông đến phá hoại tàn sát nói: Hải Bá Đông đại nhân, Mễ Đặc Nhĩ đại nhân, hãy nhanh chóng giao bọn người Tiêu gia ra đây. Bằng không, hôm nay sẽ là ngày tận thế của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Thời hạn một tháng đã hết, Vân Tông chủ vô cùng thất vọng. Hải Bá Đông nói: Muốn người của Tiêu gia chỉ là cái cớ, các người chú ý muốn diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bọn ta. Đừng vớ vẩn nữa, đánh thắng ông đây trước. Lão Phu tuy không đánh bại Vân Sơn, nhưng không đến nỗi bị mấy tên tép diêu các người khinh rẻ. Rồi xuất ra bằng bích đánh về phía đám Vân Lam Tông, nhưng đã bị phá vỡ và bị thương. Hải Bá Đông nói: Mọi người cẩn thận, thực lực chúng đã tới đấu hoàng rồi. Sao lại thế được? Trưởng lão của Vân Lam Tông vốn tu vi chỉ là đấu vương thôi chứ. Khí tức trên người của chúng có gì đó không đúng. Chắc chắn có kẻ nào đó đã cho chúng bí thuật để đề thăng tu vi. Đến với Vân Lam Tông, Vân Sơn nói: Mễ Đặc Nhĩ và Hải Bá Đông ứng chiến hùng hồn như thế, nhưng thật ra chẳng phải chiến đấu gì cả, chỉ là đang nóng kịch thôi. Người của Tiêu gia đã bỏ chạy đi nơi khác, bọn chúng chỉ đang kéo dài thời gian. Thật là ngây thơ, chúng nghĩ rằng có thể lừa được ai chứ. Nhưng Tiêu gia chỉ là một gia tộc nhỏ, tại sao Hồn Điện lại quan tâm như thế? Nguyên nhân là sao? Lúc này Hồn Điện hiện ra nói: Những thứ không nên hỏi thì nên ngậm mồm lại. Hồn Điện có thể giúp người đột phá đạt tới cảnh giới đấu tông, thì cũng có thể kéo người quay về trạng thái cũ. Hãy nhớ rằng, không được phép tha cho bất cứ người nào của Tiêu gia. Lúc này, gia lão đang dẫn người của Tiêu gia rời đi và nói: Chỉ cần rời khỏi sơn cốc là thoát khỏi phạm vi thế lực của Vân Lam Tông rồi, mọi người nhanh chân lên nào. Người của Tiêu gia nói: Mễ Đặc Nhĩ gia, vì ta mà gặp nạn, ta làm sao có thể bỏ đi như thế được? Gia lão nói: Đây không phải lỗi của các ngươi. Lúc này, người của Vân Lam Tông đến nói: Nếu như các ngươi thật sự không nỡ rời đi thì hãy nộp mạng ra đây. Gia lão, ngươi thân là gia mã hoàng tộc mà lại che giấu cho mấy con chó nhà có tang như thế ư? Nếu như bây giờ ngươi lui ra thì chuyện hôm nay Vân Lam Tông sẽ xem như chưa từng xảy ra. Gia lão nói: Vớ vẩn, mấy năm gần đây Vân Lam Tông cứ hống hách, ngang ngược, từ lâu ta đã thấy chướng mắt rồi. Hôm nay ta chắc chắn phải bảo vệ Tiêu gia, để cho Vân Sơn các ngươi biết rằng Gia Mã Đế Quốc không phải là nơi để các ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Người Tiêu gia lao lên nói: Tiêu gia chỉ có anh hùng tử chiến, chứ không có kẻ hèn đầu hàng bao giờ. Bọn ta đã chịu đủ cảnh trốn tránh rồi. Đám Vân Lam Tông nói: Các ngươi đã muốn chết thì ta cho tại nguyện. Giết! Gia lão nói: Chỉ là mấy tên trưởng lão mà dám láo lếu như thế, không xem ta ra gì ư? Người Vân Lam Tông nói: Cũng chỉ là một tên đấu hoàng mà thôi, tại sao bọn ta lại xem ra gì chứ? Rồi xuất lực đánh về phía Già lão. Đột nhiên Tiểu Y Tiên đến nói: Các người đều là đấu hoàng ư? Rồi xung quanh tỏa ra khí độc. Tiểu Y Tiên nói: Độc của ta có lợi hại không nào? Đây là đặc sản của Hắc Giác Vực đấy. Đám Vân Long Tông hỏi: Người là ai? Tiểu Lệ đến phía sau nói: Là kẻ lấy mạng các người, lũ chó săn Vân Long Tông, ngay tận thế của các người đến rồi. Già lão nói: Hắc Giác Vực, các người là người của Học viện Già Nam ư? Tên tiểu tử Tiêu Viêm đã quay về rồi ư? Đến với hình ảnh Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Hải Bá Đông nói với Nhã Phi: Hậu đậu như thế thì xông ra đây là gì? Quay vào ngay. Nhã Phi nói: Mễ Đặc Nhĩ gia tộc gặp nạn, ta làm sao có thể trốn vào lúc này? Ít nhất cũng phải cho mọi người đan dược hồi phục đấu khí chứ. Lúc này Tiêu Viêm đến nói: Lâu năm không gặp, tình cảm của các người ngày càng tốt ra nhỉ? Hải Bá Đông nói: Người quay về lúc này làm gì? Mau chạy đi. Tiêu Viêm cởi áo khoác, rút huyền trọng xích ra và nói: Vân Lam Tông, Vân Sơn, Tiêu Viêm ta quay về đòi nợ đây. Trưởng lão Vân Lam Tông nói: Đồ nhóc con hoang tưởng, đối phó với ngươi chẳng cần tông chủ phải ra tay, bọn ta là đã quá đủ rồi. Tiêu Viêm nói: Thế hả? Rồi chỉ ra phía sau, đối phó với đám các ngươi cũng chẳng cần ta ra tay, nhìn cho rõ đi nhé. Đám Tử Nghiên đến nói: Tiêu Viêm, ngươi làm gì mà gấp gáp thế, chẳng đợi bọn ta gì cả. Mấy tên tép diêu này chẳng đủ để ta nhét kẽ răng. Lâm Diễm nói: Đã đến đây cùng nhau rồi thì có đấu đá cũng phải cùng nhau chứ. Tiêu Viêm nói: Chắc là mọi người đều muốn vận động một chút để giãn cơ rồi. Đừng khách sáo nữa, tiến lên nào.